Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry, The Survival Tabs, nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho mọi tình huống. Nhà hàng Starfish, hương vị đậm đà, ăn rồi khó quên. The Jungle Resort and Casino. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới. 1-800-918-3017. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần thời sự quốc tế ngày thứ tư hôm nay giữa tuần rồi, 15 tháng 7 năm 2015. Quý vị có khỏe không? Vâng, mong rằng quý vị có một ngày rất đẹp, đi làm thì vô cùng vui khỏe. Cảm ơn quý vị đã đến với theo dõi phần tin tức ngày hôm nay. Và buổi sáng quý vị thức dậy thì thấy trời nhiều mây, nhưng mà phải nói rằng tầm ban ngày nóng, tối hôm qua quý vị thấy những luồng gió mát thổi qua khe cửa của mình hoặc là qua cửa sổ, cảm thấy California thật tuyệt vời, phải không ạ? Vâng, chúng tôi có những người thân nhân vừa Texas trở về và nói rằng họ vô cùng nuối tiếc khi phải rời khỏi Los Angeles và Orange County, quận Cam. Họ nói rằng những ngày nghỉ vừa qua, một tuần lễ liền, thật là vui thú, được đi chơi ở khắp nơi, ăn đồ Việt Nam rất ngon. Texas cũng có nữa, nhưng mà họ không ở Houston, họ ở vùng Grand Prairie, rất gần với Dallas. Chính vì thế, đồ Việt Nam phải đa số mua về nhà để nấu. Không khí ở đây quá tuyệt vời, biển rất đẹp. Một điểm rất ngạc nhiên thưa quý vị, các cháu ở Texas sang đây tắm biển, đối với chúng ta biển nó lạnh quá, và người lớn chắc vì người lớn mình cảm thấy không thể xuống được. Các cháu nói rằng biển mát quá và rất là thích biển ở đây. Các cháu được đi Huntington Beach, biển mát thưa quý vị. Nhiệt độ ngày hôm nay dần dần tăng lên từ bây giờ đến cuối tuần này, chủ nhật. Hôm nay trời tiếp tục nóng, 78 độ là gần biển, xa biển thì 84 độ, 85 độ luôn đó thưa quý vị. Độ ẩm ban ngày là 63%, trời nóng hầm, chỉ số UV vẫn tiếp tục ở mức cao 10 trên 10, gió nhẹ 10 dặm 1 giờ. Buổi tối đúng là làn gió mát làm xua tan những cái nóng ban ngày. Mặt trời chưa lặn thì quý vị đã thấy mát rồi, đó là điểm lý tưởng của miền Nam California. Nhiệt độ tối nay 62 độ, gió khoảng 9 dặm 1 giờ, độ ẩm buổi tối là 83%. Sang tới ngày mai, nhiệt độ tăng lên 80 độ, nhưng quý vị phải coi cái con số này mới thấy kinh hoàng nè. Chủ nhật 90 độ, vâng. Đây là nhiệt độ ở gần biển, Fountain Valley, Huntington Beach. Nhưng ở xa biển là lên tới cả 100 độ quý vị nhé, chủ nhật này. Nhưng mà quý vị thấy nhiệt độ nó tăng lên dần, ngày mai là 80, thứ 6 82, thứ 7 84. Để xem ngày mai mặt trời mọc lúc mấy giờ. Vâng, ngày mai mặt trời mọc lúc 5 giờ 54 phút sáng. Càng ngày ông mặt trời càng dậy trễ hơn và buổi tối bắt đầu đi ngủ sớm, 8 giờ 04 phút tối là đi ngủ rồi. Vâng. Trong khi đó, ở tại Irvine và Riverside, các vụ hỏa hoạn vẫn tiếp tục xảy ra. Và đây là hình ảnh từ Riverside. Cho đến giờ phút này thì khoảng từ 10% hỏa hoạn này nó xảy ra từ ngày hôm qua. Đây là hình ảnh vào buổi chiều tối hôm qua, cho thấy rằng có hơn 20 mẫu anh đã bị cháy. Và thưa quý vị, người ta nói rằng dường như là một chiếc xe hơi bị cháy và từ đó lửa đã lan qua cỏ bên đường, rồi cỏ lan vào bên trong, khiến cho cả cái khu vực này bị cháy, xảy ra từ tối ngày hôm qua. Nhưng mà may mắn không có ai bị thương tích hay thiệt mạng, ngoại trừ người tài xế đã bỏ chạy hốt hoảng vì xe cháy, gọi 911 đến. Khi cảnh sát đến thì xe cứu hỏa đến thì họ đã ngay lập tức kêu gọi các toán chữa lửa đến để dập tắt lửa. Thế nhưng không kịp, lửa lan rộng.
Thị trường ngày hôm nay biến chuyển như thế nào? Mọi người đang theo dõi tình hình của Hy Lạp. Và đối với hai thị trường của Trung Quốc, Shanghai và Hong Kong đều bị tụt giảm nặng và mất đi khoảng hơn 5% chỉ trong vòng 2 ngày qua. Điều này cho thấy rằng là nỗ lực của Bắc Kinh, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra để hỗ trợ cho thị trường chứng khoán không tụt giảm nữa đã không có hiệu lực, phải không ạ? Mới đầu đó thì nó tăng, nhưng mà sau đó thì giới đầu tư cảm thấy con số thực tế nó quá ư là bi quan. Và chưa kể tình hình của Hy Lạp nữa, và giới đầu tư ở Trung Quốc lại bán cổ phiếu, mặc dù lệnh cấm của chính quyền vẫn đưa ra, ban hành, đó là những ai mà sở hữu 5% cổ phiếu ở Trung Quốc á, là không được bán. Nhưng mà những người dưới 5% thì họ bán tháo đi. Dow Jones hôm nay lên 26 điểm, thị trường của Hoa Kỳ thì không có quan ngại. Thị trường của Hoa Kỳ muốn tìm hiểu xem việc bà Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, bà Janet Yellen, sẽ đưa ra phân lời tăng hay không. Thì mọi người đều thấy rằng là bây giờ thì tất cả mọi người đã chuẩn bị cho cái việc tăng phân lời rồi. Sớm hay muộn gì phân lời cũng tăng. Vâng, vàng xuống 8 đồng 20 sen một troy ounce, 1.145 đồng 30 sen. Vâng, chưa biết được nó còn xuống nữa hay không, và liệu rằng đây có phải là lúc để mua vàng hay chưa. Nhưng mà đây, con số này cũng khá thấp rồi. Nhiều người nói với chúng tôi chờ vàng dưới 1.000 đô la họ sẽ mua vào để dành. Dưới 1.000 đô có bộ hơi khó, nhưng mà chưa biết được. Dầu vẫn tiếp tục xuống. Dầu xuống có thể vì, thưa quý vị, hiệp ước về nguyên tử đã ký với Iran. Dầu xuống 51 sen nhưng vẫn ở mức 52 đồng 30 sen, 53 sen một thùng. Giờ đây thì chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên là ngay trong lúc này quý vị đang theo dõi Liên đoàn Sài Gòn TV, thì tại tòa án ở Colorado, bồi thẩm đoàn 12 người đang thảo luận để liệu xem cái tên, quý vị còn nhớ cái tên James Holmes hay không, là kẻ điên đã nhảy vào rạp hát ở Colorado và nổ súng bắn chết hàng chục người và gây nên chấn động cả thế giới. Ngày hôm nay năm 2012, nội vụ xảy ra năm 2012. Ngày hôm nay thì bồi thẩm đoàn theo dõi lời luận án cuối cùng của phe công tố cũng như luật sư. Phe công tố thì nói rằng James Holmes là một kẻ tỉnh táo khi nổ súng bắn chết người, vì thế cần phải bị án tử hình. Trong khi luật sư biện hộ thì nói rằng không, thân chủ của họ bị thần kinh, vì thế không kiểm soát được hành động gây án của mình. Đây là một điểm khó khăn cho bồi thẩm đoàn. Vấn đề chính mà ông tòa nói với bồi thẩm đoàn, quý vị nên quan tâm đến việc lúc mà tên James Holmes này, thưa quý vị, là gây án ở trong bên trong rạp hát đó, là hắn có tỉnh táo hay không. Còn cái chuyện trước đó hay là sau đó hắn nổi cơn điên lên thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà trong lúc gây án á, nếu mà hắn còn tỉnh táo thì án tử hình có thể được lập ra. Còn nếu không đó thì sẽ gây khó khăn cho bồi thẩm đoàn. Vâng. Vấn đề chính hiện nay một lần nữa, thưa quý vị, James Holmes lúc mà giết người có tỉnh hay không, hay là hắn nổi cơn điên. Bồi thẩm đoàn sẽ theo dõi tất cả các bằng chứng cũng như những gì mà phe công tố và luật sư đưa ra, rồi họ lấy, họ gather, họ lấy tất cả các dữ kiện này ngồi và họ phải thảo luận với nhau. Chỉ cần một người không đồng ý thôi là xem như phiên tòa phải xử lại. Và điều đó là một vấn đề khó khăn, nhưng mà người ta nghĩ rằng rồi thì James Holmes cũng sẽ bị ít nhất là án chung thân bởi vì giết quá nhiều người. Giờ đây, mời quý vị theo dõi bản tin liên quan đến tình hình thế giới. Phần tin quan trọng nhất trong ngày hôm nay là việc thỏa hiệp
đối với Iran đã thành hình. Giờ đây thì các vị ngoại trưởng, trong đó có 5 vị ngoại trưởng chính của 5 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta thấy có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp. 5 cộng 1 là Đức 5 cộng 1. Đức cũng rất là quan trọng bởi vì Đức hiện nay có nền kinh tế và cũng đóng góp vào cái việc mà đưa ra các phân tích, dữ kiện, thông tin để mà cung cấp cho 5 thành viên vĩnh viễn. Chính vì thế mà quý vị thấy rằng các cuộc họp lớn bao giờ cũng có nước Đức cả. Ngày hôm nay, người dân của Iran bày tỏ phản ứng như thế nào? Cộng đồng người Iran ở Los Angeles rất đông, thưa quý vị, bởi vì từ khi xảy ra vụ tấn công vào tòa đại sứ ở thủ đô Tehran của Iran năm 1979, rất nhiều người thành viên thân cận của chính phủ Hoa Kỳ đã được cho phép tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ này và họ tập trung ở Los Angeles. Một cái điểm đặc biệt, Los Angeles cũng là nơi dung thân của rất nhiều các phe phái, trong đó người Do Thái cũng rất nhiều và người Iran cũng rất nhiều. Và cả hai cộng đồng đều có những nhà tỷ phú, triệu phú rất là mạnh. Phản ứng của người dân Iran hôm nay như thế nào? Phản ứng của các quốc gia lân cận như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo quý vị ạ.